Ok, hello các bạn, mình mới ngồi dậy và bây giờ mình sẽ tập bụng khoảng 10 phút với cỡ 10 bài tập khác nhau. Cứ 3 bây giờ mình sẽ đổi bài nha. Các bạn cố gắng tập theo nha. Đây mình chỉnh camera xuống. Rồi, cầm một cái đồng hồ bấm giờ. Ha, ăn đổ sáng lên xíu, hơi tối quá. Rồi, đi vô lớp bụng nha. 3, 2, 1. Rồi, hết 30 giây à, đổi. Hết 30 giây rồi, đổi tiếp. Rồi, hết 30 giây. Rồi. Rồi, 20-30 giây, đợi thôi. Rồi, 30 giây, đổi. Rồi, 30 giây, đổi tiếp. Yeah. Rồi, 30 giây, đổi.
Rồi, 5 phút. Rồi. Rồi, hết 5 phút. Đổi tiếp. Rồi, 20-30 giây, đổi. Rồi, đổi tiếp. Rồi. Hết 30 giây đổi tiếp. Rồi, hết 8 phút rồi. Rồi, sáng sớm tập vậy thôi nha. Đấy, chỉ tập bày tập đều, bạn sẽ rất là dễ dàng có cơ bụng săn chắc. Quan trọng là phải cố gắng tập đều thôi. Cố lên nào.